Trong phiên khai mạc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo trước Quốc hội các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân. Cử tri cũng nhận thấy gói hỗ trợ 62.000 tỷ triển khai còn chậm, việc hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, người lao động còn bất cập. Cử tri và nhân dân bức xúc vì sách giáo khoa tăng cao so với năm học trước có dấu hiệu lợi ích nhóm. Đặc biệt, việc phát hành và đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 Bộ Cánh Diều gây ra nhiều phản ứng trong nhân dân. Ngoài ra, cử tri và nhân dân lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường vẫn tiếp tục xảy ra ở một số nơi, yêu cầu cần có giải pháp hiệu quả kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn.